điện thiếu là do EVN và quản lý của nhà nước, nhân dân thì phải cổ đóng tiền. Theo Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chịu trách nhiệm và cáo buộc lãnh đạo EVN về tình trạng thiếu điện, tuyên bố giá điện cần tăng để bù đắp lỗ lũy kế của EVN. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đang xem xét chính sách sửa luật điện lực và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2024 theo đề xuất của EVN. Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An thừa nhận khó khăn trong năm 2023, nhấn mạnh bài học quý giá từ tình trạng thiếu điện. EVN ước lỗ 24.595 tỷ đồng, đồng thời thông báo giá bán lẻ điện tăng 7,5% trong năm 2023, dẫn đến giá bán điện bình quân 1.950 đồng kWh, tăng 69,22 đồng kWh so với năm 2022. Sản lượng thủy điện giảm do hạn hán, nhiệt điện than và nguồn năng lượng tái tạo không đạt công suất đặt. EVN đề xuất tăng giá để giảm lỗ, trong khi tổng chi phí bình quân các khâu phát điện, truyền tải, phân phối vẫn cao hơn giá thành bán ra.